Cảnh ngày hè. Bảo kính cảnh giới. Bài 43, Nguyễn Trãi. Kết quả cần đạt. 1. Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi. 2. Thấy được đặc sắc nghệ thuật của thơ nô Nguyễn Trãi. Bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn, 6 chữ vào bài thơ thất ngôn, 7 chữ. Tiểu dẫn. Quốc Âm thi tập gồm 254 bài, là tập thơ nôm sớm nhất hiện còn. Với tập thơ này, Nguyễn Trãi là một trong những người đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ tiếng Việt. Về nội dung, Quốc Âm thi tập phản ánh vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi. Người anh hùng với lý tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, nhà thơ với tình yêu thiên nhiên, quê hương, con người, cuộc sống. Về nghệ thuật, thể thơ thất ngôn đường luật của Trung Quốc đã được Nguyễn Trãi sử dụng thuần thục như một thể thơ dân tộc, có khi chen vào chỗ thích hợp một số câu lục ngôn, câu 6 chữ. Quốc Âm thi tập được chia thành 4 phần. Vô đề, môn thì lệnh hay thời tiết, môn hoa mộc hay cây cỏ, môn cầm thú hay thú vật. Phần vô đề gồm toàn thơ không có tựa đề, nhưng được sắp xếp thành một số mục, ngôn chí, nói lên chí hướng, mạn thuật, kể ra một cách tản mạn, tự thán, tự than, tự thuật, tự nói về mình, bảo kính cảnh giới, gương báu răng mình, vân vân. Mục bảo kính cảnh giới có 61 bài. Cảnh ngày hè là bài số 43. Văn bản. Rồi hóng mát thuở ngày trường, hòe lục đùng đùng tán rợp dương, thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tiễn mùi hương. Lao sao chợ cá làng ngư phủ, gián giỏi cầm ve lầu tịch dương. Dễ có ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương. Theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập 2, văn học thế kỷ 10 đến thế kỷ 17. Chú thích. Rồi, ở đây là rỗi rãi. Lục, nghĩa là màu xanh. Hòe lục, là màu xanh cây hòe. Tán rợp dương, là tán dương lên che rợp. Thức, là từ cổ, nghĩa là màu vẽ, dáng vẽ. Ý cả câu thơ, cây thạch lựu ở hiên nhà đang phun màu đỏ. Tiễn mùi hương, là ngát mùi hương. Tiễn, từ Hán Việt, có nghĩa là dư ra. Ý cả câu thơ, sen hồng trong ao đã ngát mùi hương. Làng ngư phủ, là làng chài lưới. Gián giỏi, từ cổ, có nghĩa là in ỏi. Cầm ve là tiếng ve cơ như tiếng đàn. Lầu tịch dương là lầu nhà cao lúc mặt trời sắp lặn. Dễ có là lẽ ra nên có. Ngu cầm, thần thoại Trung Quốc kể rằng hai triều vua Đường Nghêu và Ngu Thuấn là hai triều đại lý tưởng, xã hội thanh bình, nhân dân hạnh phúc. Riêng vua Ngu Thuấn có khúc hát Nam Phong, trong đó có câu: Nam Phong chi thì hề khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề. Nghĩa là, gió Nam thuận thì có thể làm cho dân ta thêm nhiều của. Ngu cầm là đàn của vua Ngu Thuấn. Ý cả câu, hãy để cho ta có đàn của vua Thuấn để đàn một khúc Nam Phong. Đòi là nhiều. Hướng dẫn học bài. 1. Trong bài thơ có nhiều động từ diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những động từ nào? Trạng thái của cảnh được diễn ra sao? 2. Cảnh ở đây có sự hài hòa giữa âm thanh và màu sắc, cảnh vật và con người.
anh, chị, hãy phân tích và làm sáng tỏ. 3. Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng những giác quan nào? Qua sự cảm nhận ấy, anh, chị, thấy Nguyễn Trãi là người có tấm lòng như thế nào đối với thiên nhiên? 4. Hai câu thơ cuối cho ta hiểu tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với người dân như thế nào? Âm điệu câu thơ lục ngôn, 6 chữ, kết thúc bài thơ khắc âm điệu những câu thất ngôn, 7 chữ, như thế nào? Sự thay đổi âm điệu như vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả? 5. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? Lòng yêu thiên nhiên, lòng yêu đời, yêu cuộc sống, khát vọng về cuộc sống thái bình, hạnh phúc cho nhân dân. Từ việc lý giải cách lựa chọn của mình, anh chị hãy làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ. Ghi nhớ, bài thơ Tả cảnh ngày hè cho thấy tâm hồn Nguyễn Trãi chan chứa tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước. Câu thơ lục ngôn cuối bài ngắn gọn, thể hiện sự dồn nén cảm xúc của cả bài thơ. Luyện tập 1. Cảm nhận của anh chị vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ. 2. Học thuộc bài thơ.